tìm giá trị nguyên của x để 3x bình trừ x cộng 3 phần 3x cộng 2 thuộc về số số nguyên. Thì ở đây các bạn chia giống như chia cho số tự nhiên mà thôi. Bước 1 các bạn sắp xếp nè, mũ 2, mũ 1 rồi tới mũ 0. Tương tự cái mẫu này các bạn sắp xếp mũ 1 rồi tới mũ 0. Sau đó ta lấy mũ cao nhất nè, chia cho mũ cao nhất. Đây là số bị chia, đây là số chia. Vậy ta lấy 3x bình chia cho 3x, rút còn lại x, viết x vào phần thương, sau đó lấy x nhân với số chia, x nhân cho 3x cộng 2, phân phối vào bằng 3x bình cộng 2x. Viết thằng này qua phần số bị chia và nhớ thêm cái dấu trừ giúp lỡ. Viết thằng này thêm dấu trừ, vậy là trừ 3x bình trừ 2x. Lấy trên cộng dưới, đây cộng đây mất, đây cộng đây trừ 1 mà cộng trừ 2 ra trừ 3x. Sau đó hạ 3 xuống. Tiếp tục hành trình lấy trừ 3x chia cho 3x, rút còn lại là trừ 1. Viết trừ 1 vào phần thương. Sau đó lấy trừ 1 nhân cho số chia, ra là trừ 3x trừ 2. Viết thằng này vào phần số bị chia, thêm dấu trừ, vậy là 3x cộng 2. Lấy trên cộng dưới, rút đây cộng đây ra 5. Khi bậc của thằng này nhỏ hơn bậc của thằng này thì mình dừng lại. Và tiếp theo các bạn cần nhớ kiến thức đó là gì ? Số bị chia cho số chia sẽ bằng nè, thương cộng số dư chia cho số chia. Được chưa? Vậy từ đó ta viết lại cái đề 3x bình trừ x cộng 2 phần 3x cộng 2. Ở đây là 3 nha các bạn. Sẽ bằng thương x trừ 1 cộng số dư 5 phần 3x cộng 2. Sau đó ta lập luận. Các bạn lập luận nha. Hằng này thuộc vào số nguyên. Vậy hằng này cũng phải thuộc vào số nguyên. Được chưa? Các bạn tự lập luận nha các bạn. 5 phần 3x cộng 2 thuộc vào số nguyên. Mà phân số mà thuộc vào số nguyên đồng nghĩa đây là phép chia hết. Đúng chưa? Mà các bạn nhớ giúp lỡ, đây là dấu chia hết mà cái ẩn mình nè, nằm bên tay phải, nhớ các bạn tìm ước. Vậy suy ra 3x cộng 2 của ước của 5. Mà biết 5 là số nguyên tố, vậy nó sẽ có hai ước, 1 và chính nó. Và nhớ đây là số nguyên nên ta thêm trừ 1 và trừ 5. Sau đó ta lập bảng ra. 3x cộng 2, viết lại hết hàng này, trừ 5, trừ 1, 1, 5. Sau đó ta cho từng cái 3x, đây là nháp nha, nháp. 3x cộng 2 bằng trừ 5. Giải tìm x chuyển với đổi dấu, vậy là 3x bằng trừ 7, x bằng nhân chuyển qua thành chia, trừ 7 phần 3. Trừ 7 phần 3 loại, bởi vì do x thuộc vào số nguyên. Tiếp tục như vậy, ta hãy tìm x bằng bao nhiêu giúp lợi.